Tối qua ngày 18 tháng 12 tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 2022 chính thức được khai mạc. Tham dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành phố, khách quốc tế cùng với đông đảo nhân dân địa phương. Với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 là sự nối tiếp, khẳng định và tôn vinh những người trồng hoa, tiếp tục quảng bá những giá trị về hoa, các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng, khẳng định các giá trị nhân văn to lớn đang được lớp lớp người Đà Lạt hăng say tạo dựng, cống hiến, để hoa Đà Lạt không chỉ để thưởng lãm, để làm đẹp cho đời mà thực sự mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho cả vùng đất Nam Tây Nguyên, kiên cường trong quá khứ, bản lĩnh trong hiện tại và sáng tạo trong tương lai, với quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025. Với bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng và những giá trị văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động liên kết vùng để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của vùng Tây Nguyên và của cả nước. Mong rằng lễ hội hoa cũng là dịp để chúng ta thêm trân quý, gìn giữ tài nguyên quý giá, đó là khí hậu, là thổ nhưỡng, là môi trường thiên nhiên tươi đẹp và phát huy, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê của người trồng hoa, đặc biệt là các nghệ nhân đã góp phần tạo ra những loại hoa quý, đặc sắc, làm đẹp cho đời. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của khoảng 400 nghệ sĩ đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ bán chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng, huy động từ các địa phương. Festival Hoa lần này là động lực, là niềm tin và là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2023 đã đề ra. Cũng trong tối qua tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Bản hùng ca bầu trời nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chương trình Bản hùng ca bầu trời được đầu tư công phu về nội dung và chất lượng nghệ thuật, thể hiện cô đọng xúc tích trong ba chương gồm Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, Chuyện kể từ bầu trời và Bản sao hưởng hòa bình. Ở đó có sự kết hợp đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật, hoạt cảnh sân khấu cùng các phóng sự linh kiện phản ánh những câu chuyện chân thực của các nhân chứng lịch sử để khán giả thấy rõ hơn đỉnh cao bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam khi đã xảy mã bắn rơi tới 34 chiếc pháo đài bay B-52. Cùng với đó là những câu chuyện về những đau thương mất mát trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm mà đế quốc Mỹ đã gây ra cho người dân Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, qua đó đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và sự lắng đọng. Chương trình được thực hiện đã góp phần tuyên truyền về ý nghĩa to lớn mang tầm vóc thời đại của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972, khúc tráng ca bất tử trong thế kỷ 20 của dân tộc Việt Nam, một chiến công lừng lẫy vẻ vang của toàn dân tộc và của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tại Hải Phòng, tối qua đã diễn ra lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề Sống mãi với thời gian. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến tham dự buổi lễ. Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lãng hoa chúc mừng. Lễ phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian giai đoạn 2022-2025 được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động nhằm thu hút phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn. Các sáng tác hướng về đề tài cách mạng trong thời kỳ đổi mới, ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những chiến thắng và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, phản ánh hiện thực xã hội, phản ánh người tốt việc tốt, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới, ca ngợi tình yêu với quê hương đất nước và con người Việt Nam, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, quảng bá nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam trên thế giới,
Sau 9 tháng triển khai, ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 đề cương bản thảo để chuyển thể dàn dựng thành tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, cuối cùng là đánh giá tổng kết dự kiến vào ngày 3 tháng 2 năm 2025.